Tầm đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, đừng có sách bật sân hàng bộ. Trung tâm bậc nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây, sao cơ, dân ma túy vẫn là ngọn chợ. Mấy thằng lâu đây vẫn luôn vẫn. Tầm đây là Hà Nội. Trắng vẫn đang làm chủ, bọn dân chơi với tên rất nhẹ. Nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe, cắm ra cắm vào đạn dung chục lần. Tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội.